Anh chị ơi, ăn kem của em đi ạ. Kem của em nhá, ăn ngon tuyệt vời. Ăn một lần ý, là nhớ luôn cả đời ấy, anh chị ơi. Anh chị ơi, cô làm cái gì đấy? Này, cô ơi. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô ơi. Tôi đây. Sao cô mút trộm kem của tôi? Trả tiền cho tôi đi. Hay anh một cười nhỏ. Thế bây giờ đi mua hoa quả ấy thì người ta cũng phải ăn thử, thấy ngon thì người ta mới mua chứ. Kem người ta cũng phải kiểm tra chứ làm sao. Làm gì có ai thử kem bao giờ đâu. Bây giờ đâu chẳng thế, phải kiểm tra thì mới trả tiền chứ. Này trả, kem không ngon đâu, trả lại này. Thế thì cô ăn thử kiểm tra hàng rồi, cô mua kem cho tôi đi. Đây, để tôi bảo nhá. Nhà tôi ý, có rất nhiều loại kem này. Kem ốc quế này, kem Celano này. Đây, vị sầu riêng này, vị dừa này, vị sô-cô-la, vị dâu. Ngon lắm, vị gì nhà tôi cũng có. Cô mua cho tôi đi. Cô lấy này, bao tiền đấy? Dạ, chỉ 10.000 thôi ạ. Đây. Dạ, em xin. Chị ơi, em bảo, mình ăn luôn đi. Không là trời nắng nóng thế này là kem nó chảy nước, ăn không ngon đâu ạ. Anh chị ơi, cũng muốn vào lần này. Kem nhà em đó, nó ăn một lần nhớ thật luôn luôn. Đi trong cái thùng đấy của nó, toàn kem. Trong cái thùng đấy của nó, toàn vàng cũng lên. Kem đây gì ạ? Kem này bán sao anh? Là kem nhà em là 10.000 một chiếc thôi ạ. Chị ơi mấy cái ạ? Kem 30 cái. 30 cái ạ? Dạ vâng, chị đợi em một lát ạ. Tôi lấy cả cái thùng này nhá. Không có phần cho các người đâu, đi đi. Này, cô làm cái gì đấy? Đừng có nói là cô mê mút kem của tôi rồi đấy nhá. Tại vì kem của cậu á, vừa to, vừa ngon, vừa dài nên là tôi mê đấy, thì làm sao? Các người đi đi, không có phần đâu, đi đi. Kem vừa to vừa dài á. Sao bằng của anh nhỉ? Kìa anh chị ơi, anh chị ơi. Này, cô đuổi khách của tôi rồi thì tôi bán cho ai? Anh một cười nhỏ. Tôi bảo là tôi lấy hết mà. Tôi lấy hết cả cái thùng này. Một mình cô làm sao ăn hết được mà đói một cả thùng. Hay. Tôi có ăn được hay không thì đấy là việc của tôi. Anh bán thì tôi mua hết. Cô mua thật đấy nhá. Ừ. Thế để tôi lấy túi cất cho cô. Ơi, từ từ. Không cần phải lấy túi đâu. Tại vì bây giờ mà cho kem vào trong túi cho mang về nhà xa lắm, nó sẽ bị chảy hết kem. Nên là tôi lấy cả cái thùng này luôn. Tôi bán kem chứ tôi đâu có bán thùng. Tôi trả anh 1 triệu. Được chưa? 1 triệu ấy, tôi cũng không bán. Đây là cái thùng để tôi đựng kem. Tôi bán cho chị rồi thì tôi đựng kem bằng cái gì? Chị ra chỗ khác mà mua. 1,5 triệu. Chị đừng có ra giá nữa. 3 triệu. 3 triệu nhá, chốt. Cái này là cần câu cơm của tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Không cần tiền à? Thì tôi có một cái vòng này này. Anh nhìn xem. Cái vòng này cực kỳ hiếm luôn. Anh tìm đâu không có đâu. Mà nhá, bán đi phải được 4-5 triệu cơ. Cái vòng này á? Có thật không? Thật. Nếu mà anh thích nhá, tôi trả thêm cho anh 1 triệu luôn. Tại vì tôi quá là mê ăn kem của anh nên tôi mới lấy cái giá đấy đấy. Anh suy nghĩ lại đi. Thôi được rồi. Nhưng mà tôi bán cho cô ấy không phải là vì tiền đâu, mà vì tôi thấy cái vòng này nó đẹp nên là tôi mới bán đấy nhá. Nhưng mà cô chắc chưa? Cô cần nghĩ lại không? Chắc, đấy là lấy chứ nghĩ cái gì. Này, để tôi cười cho. Thuận mua là vừa bán, cô không được trả lại kem cho tôi đâu đấy nhá. Được, đã bảo chốt mua là mua mà. Này, 1 triệu đấy. Vàng. Sao toàn vàng mã thế này? Chết rồi. Vàng đâu? Không có vàng. Bị lừa. Chết rồi, vàng. Vàng giả à? Trốn rồi còn đâu? Thằng mất dây, bị lừa rồi, rồi nó tức tức.
mình thật đấy. Lần này tuổi đầu rồi bị thằng danh con nó lừa. Mất bao nhiêu công về được cái vòng vàng đấy. Thế mà bị nó lừa mất chứ. Vậy, tức thế. Thế không biết nữa. Ơ hai cái thằng này, ai cho mày được phép vào nhà ta? Là mày! Thằng danh con này mày xuống đây. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nhá hả? Ông trời giúp tao rồi, tao tìm mày mãi. Mà em lừa đảo này, mày chẳng lại cái tiền, mày là vòng vàng cho tao đây. Trời ơi, trả đi. Ai lừa đảo thì cô? Ô hay con này hay thật thế nhỉ? Thuận mua thì vừa bán. Cô đổi cái vòng lấy chỗ kem của tôi. Bây giờ cô ăn hết kem rồi cô lại quay ra cô bắt đền tôi, cô bắt tôi trả lại á. Cũng không có đâu. Mày nhá, mày cố tình bỏ vàng mã vào trong cái thùng kem đấy, lừa tao tao lấy đúng không hả? Mày dán cảnh để mày lừa tao. Ôi, mày lừa được tao thì mày lừa được những người khác nhá. Mà còn trả lại không, tao báo công an cho mày chết. Trả lại đi. Ô hay, là cô tham. Cô nhìn thấy trong thùng kem của tôi có vàng nên cô mới mua hết chứ ai ép gì cô đâu. Mà cô bảo cũng ngoan nhá thì tôi cũng đếch sợ. Mà cô là ai? Rõ ràng chủ nhà này là một cô đã có tuổi rồi cơ mà. Thì tôi cũng không khác gì chủ nhà. Tôi chỉ là giúp việc cái nhà này. Ừ. Anh là ai? À, chắc là đến đây cũng làm thợ sửa chữa thôi gì. Trong cái mặt hèn hèn này cũng chả làm gì sao được đâu. Mà này, tự dưng tôi nghĩ ra cái này hay cực. Thôi thì cái vòng đấy là tôi tự nguyện tôi cho anh, bỏ qua. Nhưng mà anh có muốn kiếm được thật nhiều tiền không? Tham gia kế hoạch cả tôi. Kiếm được thật nhiều tiền á? Cũng được đấy nhở. Nhìn nào. Tôi là cái nể là anh láu cá thông minh nên tôi mới rủ thôi đấy. Nhưng mà nhá, bà chủ nhà này, bà giàu cực, lại ở một mình, cực kỳ dễ bị lừa. Để hết sạch tiền trong tủ luôn. Anh muốn tham gia kế hoạch của tôi lấy sạch tiền của bà không? Tham gia cùng không? Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Này, có kế hoạch cụ thể chưa? Thế nhá. Bà chủ về ạ. Hương về rồi đây hả cháu? Dạ vâng. Là... đây là cháu sửa cái bóng đèn xong rồi đấy ạ. Nhà cô còn cái gì hỏng không để cháu sửa nốt ạ? Hết rồi cháu ạ. Sao lại hết ạ? Nhà mình vẫn còn nhà bếp này, nhà kho với cả nhiều đồ còn sửa lắm. Tiện cô để cho thợ sửa luôn đi ạ. Thế cháu sửa nốt cho cô. Xong rồi thì Thương gọi cô nhá. Dạ vâng ạ. Đây để cháu bà chỉ. Em đi vào đây. Trong cái nhà này bà ta để rất nhiều camera nên anh phải giúp tôi vô hiệu hóa chúng thì tôi mới cái ai mới hành xử được. Gì đấy? Yên tâm thôi, cho bà ta ngủ thì mới ăn cắp được chứ. Chứ anh nghĩ tôi lấy đâu ra cái vòng vàng đấy. Tôi phải toàn đợi bà ta ngủ xong rồi lấy lúc rất cẩn thận mới lấy được đấy. Nên anh phải giúp tôi vô hiệu hóa camera xong rồi lấy trộm đồ, tôi với anh ăn chia được. Ok, đơn giản, cứ để tôi lo. Cô uống nước đi ạ. Để cô xin. Dạ. Xong rồi hả cháu? Sắp xong rồi ạ. Liệu không? Sao được? Không ngờ là thuốc này tác dụng nhanh thế đấy. Yên tâm, bà ta không sao đâu. Ở đây trông nom bà ta nhá. Tôi vào lấy đồ ra ngay.
lấy được chưa? Lấy được hết rồi, nhưng mà không chia cho anh đâu. Cô dám lận lọng à? Lận lọng thì sao? Anh mà ý kiến, tôi báo công an đấy. Cô báo công an á? Cô không sợ họ điều tra ra cô à? Điều tra thì đếch được tôi. Trong camera làm gì có hình ảnh của tôi đâu, mà chỉ có hình ảnh của anh. Thì anh tốt hết là im lặng đi. Thì công an mà điều tra ra anh ấy mệt đấy. Anh lấy được cái vòng vàng của tôi là may mắn lắm rồi còn gì nữa. Cô dám gài bẫy tôi để nhân tội thay cô. Cô đúng là mưu mô thật mà. Phải khó khăn lắm mới tìm được người chịu tội thay mình. Tiếc là chú em quá đen thôi. Tôi nói cho cô biết này, cô có chia cho tôi một nửa ấy, tôi cũng chẳng thèm nhận đâu. Vì tất cả số vàng cô vừa lấy chỉ là hàng mã mà thôi. Cô đã cầm một lần rồi mà cô vẫn không nhận ra. Cái gì cô? Cái gì? Sao cái gì mà vàng mã? Có thể là như thế đấy cô Thương ạ. Toan, rõ ràng là cô ngất rồi cơ mà. Sao cô? Tôi đâu có uống, tôi chỉ giả vờ thôi. Với lại tất cả những hành động trộm cắp của cô, con trai tôi đã cảnh báo rồi. Cái gì? Con trai? Đúng, tôi chính là con trai của cô An. Cô không ngờ đúng không? Không thể nào, mày chỉ là thằng bán kem lừa đảo vỉa hè thôi mà. Mày là con trai của cô An. Cô vẫn nghĩ tôi là thằng bán kem à? Tất cả màn kịch này là do tôi dựng lên để lật mặt cô đấy. Tôi đã sớm điều tra và biết được cô hay trộm đồ của mẹ tôi, cô hay cho mẹ tôi ăn đồ ăn hôi thối, bẩn thỉu, nên tôi mới làm ra những điều này đấy. Nhưng mà tôi thật không ngờ, tôi chỉ nghĩ là cô làm những trò đơn giản thôi. Nhưng mà cô còn có ý định ăn trộm hết tiền vàng của mẹ tôi nữa đấy. Kia có phải cái vòng mà mẹ bảo mất không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà mẹ không nghĩ là cô ta lấy. Mẹ cứ tưởng là mẹ đánh rơi ở đâu cơ. Chứng tỏ cô Thương này có vấn đề. Mẹ cứ để con, con sẽ tìm cách lấy lại cho mẹ cái vòng và dạy cho cô ta một bài học. Còn mẹ, mẹ có nhiệm vụ là theo dõi cô ta, xem cô ta có làm gì mờ ám không mẹ nhá. Mẹ biết rồi. Đồ đẹp như thế này mà để cho con mụ đấy dùng tí cả ra. Tôi đối xử với cô không tệ, thậm chí còn hào phóng với cô, cho cô những đồ tốt mang về cho người thân. Vậy mà sao cô lại làm ra những chuyện này với tôi? Hào phóng với tôi á? Bà chỉ toàn cho tôi đồ thừa mà thôi. Bà đối xử với tôi như một con ô xin, không hơn không kém. Tôi chăm sóc cho bà quá lâu rồi, tôi chăm sóc cho bà hơn cả con ruột. Tôi chỉ lấy những thứ mà xứng đáng với mình thôi. Cô đừng chống chế nữa. Hành động trộm cắp của cô vừa rồi là có chủ đích, có kế hoạch. Và tôi thừa, tất cả những hành động của cô, tôi không thấy một hành động nào là tử tế cả. Cô thấy mẹ tôi ở một mình lại còn dễ tính, nhưng hết lần này đến lần khác cô dở trò. Nhưng lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi sẽ đưa cô lên công an để cho họ giải quyết. Tôi nói cho cô biết này, tội của cô không chỉ bị phạt đâu mà phải ngồi tù đấy. Bác ơi, cháu xin bác, cháu sai rồi, cháu xin lỗi cô. Cô đừng đưa cháu ngồi tù, cháu chưa thật rồi, cô tha lỗi cho cháu ạ. Tôi tha cho cô để cô lại tiếp tục đi lừa người khác à? Nếu như con trai tôi không về kịp thì không biết còn những chuyện gì xảy ra nữa. Ông ơi, cháu có mẹ già, còn con nhỏ ở quê, cháu không dám đâu. Cô biết hoàn cảnh của cháu mà, cô nhớ, cháu xin cô đây. Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho cô lần này. Nhưng mà cô không được vin vào hoàn cảnh để tiếp tục làm sai nữa đấy nhá. Ai cũng có cái khó, nhưng nên tìm việc sống tử tế, chứ đừng vin vào đó để mà làm sai. Cô còn trẻ, tương lai của cô còn dài.
đừng để sau này con cái của cô nó phải xấu hổ vì mình. Lúc đấy hối không kịp đâu Thương ạ. À. Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô ạ. À. Mẹ. Mẹ, sao mẹ bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế ạ? À? Thì mẹ vẫn bình yên mà con. Dù gì thì cô ta cũng chăm sóc mẹ bấy lâu nay. Những lúc mẹ ốm đau, nếu không có cô ta thì mẹ biết làm sao. Các con thì mải làm ăn kiếm tiền, có biết là mẹ ở đây như thế nào đâu hả con? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Mẹ, con xin lỗi mẹ nhá. Từ giờ con sẽ chuyển về gần đây để tiện chăm sóc cho mẹ ạ.